Bộ Công Thương sẽ đồng hành cùng Bến Tre tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế chung của tỉnh trên tinh thần các kiến nghị của tỉnh. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương, trưởng đoàn công tác của Bộ Công Thương trong buổi làm việc với tỉnh Bến Tre. Sau khi báo cáo những kết quả đạt được về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021 và mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2022, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã kiến nghị Bộ Công Thương một số vấn đề như cho phép và chỉ đạo Viện Nghiên cứu dầu và cây có dầu chuyển giao dự thảo đề án phát triển trung tâm dừa Đồng Gò Bến Tre, đồng thời tham gia phối hợp với tỉnh Bến Tre xây dựng hoàn thiện đề án này. Kiến nghị Bộ Công Thương ủy quyền cho Sở Công Thương Bến Tre được cấp chứng nhận hàng hóa CO nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tỉnh thực hiện những thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian đi lại. Kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện các dự án điện gió trên bờ, cơ chế giá điện gió mới, cập nhật danh mục nguồn điện, lưới điện đấu nối các dự án năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Bến Tre vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương sẽ đồng hành cùng tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế chung của tỉnh. Về cơ bản, những vướng mắc của địa phương liên quan đến Bộ Công Thương, Bộ sẽ giải quyết. Những vướng mắc không thuộc thẩm quyền liên quan, Bộ sẽ đề xuất lên Chính phủ. Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Bến Tre có chiến lược đề án phát triển rõ ràng, nhưng cần xây dựng cơ chế chính sách để thu hút các nhà đầu tư. Cụ thể, Bến Tre cần xây dựng đề án phát triển ngành, lĩnh vực công thương, xây dựng chiến lược phát triển thương mại dịch vụ gắn với quy hoạch quốc gia về xu thế phát triển của thế giới. Chú trọng phát triển hạ tầng giao thông nội vùng, liên vùng, cập nhật các yêu cầu phát triển của địa phương để đầu tư phát triển. Đối với phát triển công nghiệp năng lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận định Bến Tre là vương quốc của nắng và gió nên phát triển này hoàn toàn phù hợp, nhưng phải đảm bảo cân đối, quan tâm ưu tiên phát triển hạ tầng của các khu cụm công nghiệp, hạ tầng viễn thông, hạ tầng thương mại logistics, hệ thống chợ.